Học tiếp mà cái chữ tôi nghe như vậy nha. Học tiếp cái chữ tôi nghe như vậy. Giờ trước khi học thì sẽ nhắc lại cái chữ tôi nghe như vậy ở trong đây chú giải giải thích nhiều rồi, trong phụ chú giải còn giải thích thêm nữa. Nói chung về ngữ pháp và về vi diệu pháp thì giảng nhiều lắm. Nói chung những cái đó thì sư lúc còn những cái điều nào mà nó liên quan đến ý nghĩa mà mình có thể dễ hiểu mà phát sanh đức tin mà mình thì những cái đó sư giảng, còn những cái mà liên quan đến vi diệu pháp với đi sâu ngữ pháp thì mấy đó lướt qua. Thì nhắc lại cái chữ mà Ê Quang Minh Xuất Tăng là tôi nghe như vậy, thì cái chữ như vậy á nó có rất là nhiều nghĩa, nó rất tôi giải giải rất là nhiều nghĩa. Thì ở đây á, là chỉ chọn ra ba nghĩa thôi, có nghĩa là akara. Thứ nhất là cách thức, thứ hai là chỉ ra, thứ ba là sự nhấn mạnh. Có nghĩa là cách thức ở đây là gì? Pháp pháp của Đức Thế Tôn thuyết á, đến tai của người nghe tùy theo tất cả chúng sanh, giống như tùy theo ngôn ngữ, rồi cái pháp của ngài sâu về vi diệu, thâm sâu về pháp, đầy đủ về nghĩa và ngữ pháp, tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh, tùy theo cái sự mong mỏi với cái nhiều cách thức thâm sâu mà Đức Thế Tôn thuyết pháp đến cho tất cả chúng sanh. Thì ở đây mới nói là cô tá mắt thô quy nhà tồn, thì ai là người có khả năng hiểu được hết toàn bộ cái cách thức đó. Cho nên tát bám thà mề ná bá ná tô chú cà má tàng, nghĩa là tùy theo cái khả năng, bằng hết với tất cả cái khả năng của tôi. Đó, có nghĩa ngài nên đà tát bát thà mề ná, tất cả cái khả năng của tôi là chỉ có thể trình bày theo một cách thức thôi, có nghĩa là tôi nghe như vậy để làm sanh khởi cái sự muốn nghe pháp của chúng sanh thôi. Có nghĩa là giống như giờ sư mình thấy trong cái bài kinh này đi, ta không thấy một sắc nào này, các tỷ kheo xâm chiếm ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà này, các tỷ kheo sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Thì này á, là mình hiểu á, là ngài Ananda ngài chỉ trình bày lại Phật ngôn theo một cách thức thôi, có nghĩa là sau đó là còn nhiều cách lắm, nhưng mà ngài không trình bày, ngài chỉ trình bày theo một cách thức thôi, nghĩa là bài kinh này là chỉ theo một cái hình thức, theo một cái cách thức thôi. Thì cái đó là cái nghĩa cách thức. Còn cái nghĩa thứ hai là chỉ ra, có nghĩa là ngài nói là cái pháp này á, là không phải tự ngài biết được, không phải cái pháp này không phải do tự ngài chứng ngộ. Ngài muốn thoát khỏi cái cảnh là thoát khỏi cái việc là người ta sẽ khen ngợi ngài, tại vì khi mà mình biết á, cái sự những cái pháp mà mình đang đọc nó là có nghĩa là ngài Ananda trùng tụng lại lời Phật ngôn, mà ngài nói là nếu mà ở đây mà có chữ, mà không có chữ mà tôi nghe như vậy á, thì mình có thể hiểu lầm nhầm lẫn là cái này có thể ngài Ananda ngài thuyết. Nhưng mà khi mà ngài đã nói là tôi nghe như vậy, có nghĩa là ngài được nghe lại từ Phật ngôn, chứ không phải do ngài tự biết hoặc là do ngài tự chứng ngộ mà ngài thuyết cái bài pháp này, mà cái bài pháp này là ngài do tự ngài nghe nên ngài muốn thoát khỏi cái sự khen chê của bản thân, của những người khác dành cho ngài đó. Cho nên ngài nói là cái này là tôi nghe như vậy, cái bài pháp này được tôi nghe như vậy, bây giờ là tôi chỉ thuyết lại. Thì ở đây là mình nên hiểu là tất cả các bài kinh là nên được hiểu như vậy, có nghĩa là tất cả các bài kinh là ngài luôn là ngài luôn là tôi nghe như vậy, chứ không phải là ngài thuyết. Còn cái thứ ba là sự nhấn mạnh ở đây đó là giống như là tôi nghe như vậy, là sự nhấn mạnh ngài ở đây là chú giải đề cập là giống như là ngài, ngay cả Đức Phật cũng khen Ananda về cái sự năm điều đó, đa văn, có cái niệm, niệm ở đây là có niệm ghi nhớ, niệm ở đây mình hiểu là cái sự ghi nhớ những lời dạy của Đức Phật ha. Còn cái sự, còn cái trí tuệ là cái trí tuệ có thể hiểu biết được lời dạy của Đức Phật. Cái thứ tư là sự nỗ lực, cái thứ năm là cái sự thị giả. Thì ngay cả Đức Phật cũng khen ngài, thì ngài nhấn mạnh để lại là gì, để cho chúng ta có sự yên tâm là mình nghe pháp này là yên tâm, không có sự thiếu, không có sự dư. Anuna manadikang attato và bisanato, không có sự thiếu và cái sự dư về mặt ngữ pháp và về mặt nghĩa,
nghĩa là những cái gì mà mình được nghe bây giờ có nghĩa là đúng chính xác 100%. Tại vì ngay cả Đức Thế Tôn mà ngài còn khen ngợi ngài Ananda, ngay cả bậc tướng quân chánh pháp là đệ nhất về trí tuệ trong giáo pháp của Đức Thế Tôn mà còn khen ngợi ngài Ananda là có cái sự là ở đây là có cái sự là rành rẽ về pháp, rành rẽ về nghĩa, thì ở đây là mình có thể yên tâm, thì khi đó là để làm sanh khởi cái sự muốn nghe pháp, muốn đọc pháp của chúng sanh đó. Đó thì cái này là cho nên ngài nếu là tôi nghe như vậy ha, như vậy hiện giờ hôm nay mình học tiếp cái chữ là nghe, bữa là mình học cái chữ tôi rồi giờ mình học tiếp cái chữ nghe, chữ nghe nè, giờ mình học chữ nghe ha. Thì chữ nghe ở đây là nó có, nó là cái chữ xú tá đi, nên mình biết rồi cái chữ xú tá thì thứ nhất là nó có thêm cái tiền tố, còn không thì nó không có cái tiền tố, thì tùy theo cái mà ngữ cảnh mà nó sẽ cho ra rất là nhiều nghĩa, có nó sẽ có cái nghĩa là đi, giống như trong câu mà nói là tê nà giá bát chú cho, nó cũng có chữ xú tá, nó bá xú tá tê nà giá bát xú tá, thì ở đây mình đừng có hiểu cái chữ này là nghe, mà mình hiểu trong trường hợp này là cái chữ này là đi, có nghĩa là đi vào quân ngũ, đi đến quân ngũ, đi đến cái chỗ quân đội đó, mình hiểu vậy, mình đừng có hiểu là nghe mà nghe quân ngũ, nghe quân đội, không phải, có nghĩa là đi đến quân ngũ, đi đến quân đội thì trong trường hợp đó là mang tính chất là nghĩa nghe. Còn ví dụ trong cái trường hợp là mang tính chất là hiển lộ á, hiển lộ hiện rõ đó, thì giống như ở đây có cái câu là tú tá đâm mắt tá bách tá to, nghĩa là đối với cái người mà thấy được chân lý tứ thánh đế thì cái sự hiển lộ pháp, thì họ có sự hiển lộ pháp à, chứ không phải là ở đây là mình đừng có hiểu là cái chữ là nghe pháp à, ở đây là đối với cái người mà giống như mình hiểu đi à, đó những cái người mà thấy pháp là họ có sự hiển lộ pháp đi, những người mà họ thấy được chân lý tứ thánh đế thì có nghĩa là những bậc thánh đi, thì những các ngài đó là có sự hiển lộ pháp ha, có sự hiển lộ pháp, thì trong trường hợp đó mình nên hiểu cái chữ xúc tá nó là hiển lộ. Còn một cái nữa hiểu trong trường hợp là nó sẽ có một cái nghĩa là đắm nhiễm, mặc dù nó cũng là xú tá nhưng mà nó có thêm chữ á quá đằng trước đó, có nghĩa là mình dịch là đắm nhiễm chứ mình không dịch là nghe à, giống như trong trường hợp nghĩa là ở đây nè, vị tỳ kheo nào, vị tỳ kheo ni nào đắm nhiễm dục vọng ưng thuận sự sờ hoặc vuốt ve nắm lấy của người nam á, của người nam nhiễm dục vọng, thì cái chữ nhiễm này nè trong trường hợp này là mình không dịch là nghe mà ở đây là phải dịch là đắm nhiễm dục vọng đó. À, hoặc là một cái trường hợp nữa nó sẽ có nghĩa là upasita, upasita có nghĩa là cái sự tích lũy à, giống như ở đây là mọi người chắc bài này mọi người cũng hay nghe chư tăng tụng lắm đó. À, giống như là akasime da sime đó, mấy cái bài đó đó. À, kinh bên ngoài Bát Tường thì à, cái đoạn cuối á, nó sẽ có cái chữ là phước báo được tạo ra bởi quý vị không phải là ít, có nghĩa là phước báo được tích lũy bởi quý vị không phải là ít, thì trong trường hợp này cái chữ tích lũy á, là mình không được dịch là cái chữ nghe mà ở đây đó là mình nên dịch là tích lũy, có nghĩa là khi mà các vị làm phước về giờ nè thì cái sự mà tích lũy phước báo của quý vị á, không phải là ít à, à, mình nên hiểu là trong cái trường hợp là tích lũy ha. À, còn một cái nghĩa nữa là có nghĩa là sự nỗ lực, giống như cho có câu là Jeja Napatuta Dira, cái bậc thiện chí nào là nỗ lực trong thiền đó. Ở trong đây mình không dịch là nghe thiền mà mình phải dịch là nỗ lực trong thiền đó, có sự tinh tấn trong thiền đó, mình phải hiểu, mình phải nghe như vậy, mình phải hiểu cái nghĩa là sự nỗ lực tinh tấn trong thiền. Còn một cái nghĩa nữa là nhĩ biết cảnh thinh, nhĩ biết cảnh thinh có nghĩa là tai nó biết, cái nhĩ nó biết cảnh thinh ha, thì giống như trong câu là đét thàng chú tàng mú tàng, có nghĩa là được cái này là
được thấy cảnh sắc nè, giống như mắt là thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thanh, vân vân, giống như là mà được biết bởi nhãn thức, được nghe bởi nhĩ thức, được xúc chạm bởi thiệt tỷ thức, thiệt thức thân thức. Đó, thì trong trường hợp này là mình hiểu là nhĩ biết cảnh thân. Còn cái trường hợp cuối á, là nghe và biết theo nhĩ môn, có nghĩa là ở đây mình hiểu là pháp mà mình ghi nhớ cái pháp được nghe, tích lũy cái pháp được nghe, giống như trong cái trường hợp là tú tá đá đo tú tá tanh lý xá do, mình thọ trì cái pháp được nghe qua nhĩ môn, tích lũy cái pháp được nghe qua nhĩ môn. Thì tất cả các ví dụ đó thì mình hiểu cái trong trường hợp ở đây nghe là mình biết cái nghĩa nào, mà theo mọi người đoán là mình hiểu cái nghĩa nào. Nãy giờ sư cho nhiều nghĩa đó, thì đây mình hiểu, dễ hiểu nhất là cái nghĩa cuối cùng, giống như được được giống như là được ghi nhớ thông qua nhĩ môn, được ghi nhớ, được tích lũy thông qua cái sự nghe, được ghi nhớ thông qua cái sự nghe. Thì ở đây là mình hiểu là ngài nói là tôi nghe như vậy, có nghĩa là ngài được nghe thông qua cái nhĩ môn, ngài ngài những cái điều mà được được tích lũy do nghe, được nhớ lại do nghe. Thì ở đây là mình hiểu là trong cái trường hợp cái cuối cùng, cái mà sư vừa đưa ví dụ. Thì đây có hai cách hiểu, là đợt này cái này hình như là bài trước sư có giảng rồi, có nghĩa là ở đây mình nên hiểu là được nghe và hiểu là sự nghe, có nghĩa khi mà nếu mà nó kết hợp với cái chữ mà tôi á, khi mà nó kết hợp với cái chữ tôi, khi mà nó kết hợp với chữ tôi á, mà nó câu là được nghe á, thì đây là mình hiểu là tôi được nghe như vậy, tôi được nghe như vậy. Còn khi mà nó kết hợp hợp với cái chữ sự nghe thì mình phải hiểu trong cái trường hợp là sự nghe của tôi là như vậy, sự nghe của tôi là như vậy, tôi được nghe như vậy, sự nghe của tôi là như vậy. Thì hai cách đó thì mình hiểu cách nào cũng được. Đó, thì hai cách đó ha. Rồi ở đây lại giải tiếp nữa, nói chung là giảng tiếp. Giờ sư nói rồi sư chỉ lọc mấy cái nào mà gì thôi ha. Còn một cái nữa, ê quăng bê xuống tăng á, tôi nghe như vậy nên được hiểu trong cái trường hợp khác. Có nghĩa là cái chữ ê quăng á, là cái chữ như vậy á, là nó chỉ ra cái phận sự của thức, giống như là nhãn thức vân vân, nó chỉ ra cái phận sự của thức. Cái chữ như vậy là chỉ ra cái phận sự của thức. Còn cái chữ tôi á, là chỉ ra cái cá nhân, cái hạng người mà có đầy đủ cái thức vừa được nói ở ở, ở trên. Có nghĩa là chữ mê mà chữ tôi là mình hiểu là cá nhân thì chỉ về cá nhân. Còn cái chữ nghe trong trường hợp này á, là chỉ ra cái sự thọ nhận, thọ trì, không có sự dư và cũng không có sự thiếu, để loại bỏ cái trường hợp là để tránh né cái trường hợp là không có nghe được, giống như là không, để tránh né cái tình trạng là đổ thừa là không có nghe được. Cái sự nghe này là chỉ ra cái sự thọ nhận không dư cũng không thiếu một cách đầy đủ ha. Đó, thì cái đó là giảng theo một cái cách nữa. Rồi giờ thêm một cách nữa, sư nghĩ cái này nên học. Nói chung là sư cũng lược lắm rồi đó, cái nào mà cần giảng thì sư đã đánh dấu sư mới giảng thôi. Ở đây là tất hà ê quan tí nát tí tí táp bá ba cà tân nàng mê bút ca lá ba cà tân nàng tú tá bút ca lá khí xá ba cà tân nàng. Ở đây cái chữ như vậy nên hiểu theo một cách nữa, có nghĩa là cái chữ như vậy là chỉ ra cái sự giải thích, nên giải thích cái sự nên cho xem, giống như như vậy nè, như vậy nè, như vậy nè, chỉ ra cái sự là nên giải thích, nên cho xem. Còn cái chữ tôi á, là chỉ ra hạng người, cái này thì dễ rồi. Còn cái chữ như nghe đó, nó chỉ ra cái phận sự của người,
À, giống như là phận sự thọ trì á. À, giống như ở đây nói câu là vàng túc tàng nếp tích tích tàm mí tàng má già y quan túc tăng. Ở đây đó ngài, trong trường hợp này ngài giải thích là gì? Có nghĩa là cái kinh nào mà tôi sẽ giải thích cho các vị, tôi sẽ trình bày cho các vị, thì tất cả những cái kinh đó đó là được tôi nghe như vậy đó. Thì mình nên hiểu theo một cách này nữa ha, có nghĩa là ngài giải thích, ngài trình bày cái chữ như tôi nghe như vậy, thì có nghĩa là cái bài kinh nào mà tôi sẽ giải thích, sẽ trình bày, sẽ cho các vị xem, sẽ cho các vị nghe vân vân, thì tức thì cái bài kinh đó đó là được tôi nghe như vậy đó. Nói chung là ở đây là muốn trình bày là không có nào là ngài Ananda, ngài chỉ muốn trình bày là tất cả là tôi nghe như vậy thôi. Rồi. Rồi còn một nghĩa nữa, nói chung sư sư lướt qua ba nghĩa ha, lướt qua ba nghĩa mấy này nói về vi diệu pháp nè, này cho qua đi. Rồi cái này là cái mình dễ hiểu nè, giống như ở đây là ettha xá e quang quá xá nền á tam mô hàng bì bê tí. Một nghĩa nữa trong cái chữ mà tôi nghe như vậy á, thì cái chữ mà như vậy á, nó chỉ ra cái sự là không có sai lầm. À, nó chỉ ra cái sự không có sai lầm, không có sự do dự hoang mang, nó chỉ ra cái sự không có sai lầm, không có do dự, không có hoang mang. À, chỉ ra cái sự, tại vì sao, tại vì mà cái người mà họ có sự sai lầm, có sự do dự thì họ không thể nào mà biết thấu suốt được cái nghĩa, những cái nghĩa có cái hình thức, có một cái cách thức như vậy. Nếu mà đối với cái người mà họ có sự sai lầm, có sự sai sót. Còn cái chữ mà xú tá đó, đó là chỉ ra cái sự không có quên mình, cái sự không có quên mình. Chữ xú tá, cái chữ nghe đó là chỉ ra cái sự không có quên mình. Giống như là nếu mà một cái người đó mà họ có sự quên đó, thì ở đây nói là gì? Yết tá hí tú tàn ta mút hàng ho tí ná tô ca lan tá rề ná má giàu tú tàn tí bát tí sàn là tí. Nếu mà ở đây đó, nếu mà đối với cái người nào mà họ có cái sự mà quên mình trong cái việc nghe, thì qua khoảng một cái thời gian sau mà nếu mà họ không thể nào mà họ có thể tự nhận rằng tôi được nghe như vậy hết á, tại vì nếu mà họ có sự quên mình thì họ sẽ không có nói thể nào mà họ thừa nhận, họ chứng tỏ rằng cái này là tôi được nghe như vậy, tại vì họ có sự quên mà. Qua một thời gian sau như sẽ thuần thuật lại là giống như là thiếu nè, thuật lại dư nè, vân vân. Đó thì cái chữ xú tá là chỉ ra cái sự không có quên mình, còn cái chữ như vậy là chỉ ra cái sự là không có sai lầm. Khi mà đối với không có sai lầm á, thì nó sẽ thành tựu tuệ. Ở này cái này mấy này mình cần ghi nha, không có sự sai lầm á, với cái không có sự sai lầm thì nó sẽ thành tựu tuệ, còn với cái sự không có quên mình nó sẽ thành tựu niệm, thành tựu tuệ, thành tựu niệm. Thì đây á, liên hệ này á, sư giảng giống như này mình đề cập riêng ha, đề cập có nghĩa là như chúng ta biết á, là ngài Ananda được Đức Thế Tôn khen là giống như về niệm, về tuệ, cái đó mình cũng biết rồi. Nè, đầy đủ quốc niệm là ở đây là nói về niệm nha, có nghĩa là cái sự ghi nhớ lời dạy của Đức Phật. Cái chữ này này á, là mình nên hiểu là tuệ có nghĩa là cái sự biết rõ những lời dạy của Đức Phật, hiểu biết rõ những lời dạy Đức Phật. Thì qua cái này là mình biết rõ là ngài Ananda được Đức Thế Tôn khen ngợi là ngài Ananda có ức niệm với có trí tuệ. Thì ở đây á, ngài đã thành tựu đầy đủ sự ức niệm, cái sự ghi nhận và cái sự trí tuệ, do cái sự thành tựu ghi nhận và cái trí tuệ, thì qua đó mình có thể chứng minh được rằng là ngài không có sự sai lầm trong và ngài không có sự quên mình. Mọi người rõ không? Nãy giờ sư nói mọi người rõ, mọi người bấm số 1 sư để sư coi cái gì sư giảng phải. Nghĩa là với cái sự
không sai lầm thì thành tựu tuệ, với cái sự không quên mình thì sẽ thành tựu niệm. Mà ngài Ananda lại được Đức Thế Tôn khen về cái mặt là thành tựu đủ tuệ và niệm, thì qua đó có thể chứng minh rằng là ngài Ananda là không có sự sai lầm, không có sự do dự, và ngài Ananda không có sự quên mình, ngài luôn luôn có sự ghi nhớ. Rồi sư giảng tiếp ha. Ở đây á, trong hai cái sự mà thành tựu về tuệ và niệm đó, bình nhà bút biên cái mà giá tá chi già bi sa na quá đà na ta mắt khát tà, cái niệm mà có trí tuệ này ghi lại ha, cái niệm mà có trí tuệ dẫn đầu á, thì nó có khả năng ghi nhớ, ghi nhận, hiểu rõ về mặt ngữ pháp. Cái niệm mà có trí tuệ thì nó có khả năng ghi nhận, hiểu rõ về ngữ pháp. Còn cái tuệ mà có cái sự ghi, cái niệm dẫn đầu á, thì nó sẽ có khả năng là thấy biết thấu suốt về nghĩa. Tôi nhắc lại ha, niệm mà có trí tuệ dẫn đầu á, thì nó có khả năng hiểu ngữ pháp văn chương, hay số ngày dịch là văn chương đó. Còn cái tuệ mà có niệm dẫn đầu á, thì nó sẽ hiểu biết rõ, biết thông suốt về mặt ý nghĩa. Rồi tiếp, ta đú bá giá ta mắt tha tà do ghề ná át tha bì xe ná ta mắt tá đam má cô tát tá nú bà lá ná ta mắt tha to đam má panda gari cát tá tích đi. Có nghĩa là ngài đầy đủ hai cái mặt về trí tuệ và về niệm. Ngài có khả năng được, ngài Ananda là gì, ở đây có ghi là anuppa lanna tamattha to, ngài có khả năng giữ gìn bảo vệ cái kho tàng chánh pháp, là cái là bảo giữ gìn bảo vệ pháp với cái sự đầy đủ nghĩa và ngữ pháp. Do đó ngài được gọi là Dhamma Bandha Garika, có nghĩa là ngài được gọi là bậc giữ gìn kho tàng chánh pháp đó. Bởi vậy ngài Ananda được gọi là bậc giữ gìn kho tàng chánh pháp ha, Dhamma Bandha Garika. Còn này là giống như mình thấy giống như các ngài Tam Tạng này, ở ngoài lề cái ngài Tam Tạng mà bên Miến Điện á, giống như các ngài mà có bằng thông thuộc Tam Tạng rồi cái bằng thấu suốt Tam Tạng. Thông thuộc có nghĩa là học thuộc lại 8.020 năm mấy trang á, còn thấu suốt có nghĩa là từ cái chánh tạng đó chú giải cũng chú giải khoảng hơn 10.000 trang nữa, thì có nghĩa là các ngài thông suốt cả về thuộc lòng và về chú giải phụ chú giải vân vân. Thì khi mà các ngài đạt được như vậy đó, khoảng 5 năm sau các ngài truyền bá thì chính phủ Myanmar sẽ trao cái bằng là Dhamma Bandha Garika, có nghĩa là các ngài sẽ được nhận cái bằng là bậc giữ gìn kho tàng chánh pháp cùng với cái cây quạt mà bằng ngà voi á. Còn liên quan đến cây quạt mà bằng ngà voi á, thì trong cái lớp luật giáo sư có nói rồi, cái quạt mà bằng ngà voi á đó. Đó thì đó là hiểu theo một cách nữa ha, hiểu theo một cách nữa là ngài là ngài Ananda là mình yên tâm về ngài, là ngài có đầy đủ trí tuệ và ngài có đầy đủ niệm, ngài không có sự sai lầm, ngài không có sự quên những gì đã nghe, cho nên mình có thể yên tâm là cái bài pháp mà mình học á, giống như là những cái mà mình học trong chánh tạng là được ngài Ananda viết đó, được ngài Ananda trùng tụng lại, là mình có thể yên tâm mình có thể học. Thì những cái này là không thiếu, mình nhớ là mình nhớ rõ một cái là không thiếu và cũng không dư, không thiếu và cũng không dư, cái đó là một cái nghĩa nữa. Còn cái một nghĩa nữa khác nữa là nói về cái trường hợp là tác ý đúng đắn, tác ý đúng đắn. Cái nghĩa mà như vậy á, cái nghĩa mà như vậy á, thì đang nói, đang chỉ ra cái sự là như lý tác ý, hoặc là mình hiểu là tác ý đúng đắn.
Thật vậy, cái người mà họ không có cái sự mà tác ý đúng đắn, không khéo như lý tác ý thì họ không thể nào mà biết thấu suốt được các thể thức, các cách thức với nhiều phương thức khác nhau, thì là cái đó không thể nào mà biết đó. Có nghĩa là phải có sự khéo như lý tác ý, thì cái chữ như vậy là ở đây là chỉ ra cái sự khéo như lý tác ý. Còn cái chữ nghe á, cái chữ mà nghe ở đây á, là mình trong cái trường hợp một cái cách này á nha, này là sư đang nói cách khác nha. Cái chữ nghe là mình nên hiểu là đang chỉ ra cái sự không phóng dật. Thật vậy, cái người mà họ phóng dật á, họ có tâm phóng túng, họ có tâm phóng dật á, thì họ không thể nào mà có sự nghe được. Giống như ở đây nói dụ ta thà hí quét khách ta xem cầu của lò tắp ba ta mất tiết dạng của sao mà nó biết nam mà già tu tàn của nam phải là tha tiết anh tiết, nghĩa là đối với cái người mà họ có tâm phóng dật á, mặc dù được nghe được người khác nói một cách đầy đủ nhưng mà họ lại nói gì à, tôi không có nghe được, xin hãy nói lại một lần nữa. Thì do họ nói như vậy á, do ở chỗ nghe là mình yên tâm là ngài Ananda là ngài không có tâm phóng dật, bởi vậy ngài mới nói là tôi nghe như vậy. Nếu mà không không nghe rõ thì không nghe rõ là đối với cái người mà họ có tâm phóng dật đó, họ sẽ hỏi lại à, anh, nãy anh vừa nói gì vậy à, xin hãy nói lại lần nữa đó. Thì ở đây đi dùng sư thì với cái mà khéo như như lý tác ý á thì nó sẽ hoàn thành xong cái phận sự ở đây là được các vị là Attattama Panitti, có nghĩa là dịch theo là hồi xưa cái ngài dịch là hành giữ mình theo lẽ chánh á, nhưng mà ở đây mình nên hiểu cái sự mà giữ mình, cái chữ giữ mình theo lẽ chánh, mình nên hiểu cái chữ mình ở đây á, trong cuốn giải của cái kinh hạnh phúc á, là nên hiểu là tâm, có nghĩa là nên giữ tâm, nên đặt tâm, nên hướng tâm cho nó đúng đắn. Có nghĩa giờ sư nói lại ha, với cái khéo như lý tác ý thì nó sẽ hoàn thành xong cái phận sự, đó là giữ tâm, hướng tâm cho nó chân chánh, cho nó đúng đắn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là với cái sự khéo như lý tác ý nó sẽ hoàn thành xong cái phận sự, đó là việc lành đã làm khi trước, việc lành đã làm khi trước. Thật vậy, nếu mà cái người đó mà họ không có cái chi là khéo như lý tác ý á, khéo như lý tác ý thì họ không thể nào mà có được cái chi là giữ mình theo lẽ chánh, có nghĩa là mình hiểu là đặt tâm cho nó tốt đẹp, giữ tâm cho nó tốt, giữ tâm cho nó đúng đắn. Nếu mà cái người họ không có như lý tác ý thì họ không thể nào mà có cái thiện pháp được làm để dành trước đó. Bởi vậy cái như lý tác ý á, rất là quan trọng. Còn đối với cái việc mà không có sự phóng dật á, thì nó sẽ hoàn thành cái phận sự là nghe chánh pháp, và hoàn thành cái phận sự đó là thân cận bậc thiện chí. Thật vậy, nếu mà cái người mà giờ ở đây nói là ná hí quét tá sẽ to tô tồn cái cô tí, cái người mà họ có tâm phóng dật ấy, họ không có khả năng nghe, họ không thể nghe được chánh pháp, họ không có khả năng nghe. Bởi vậy cái người mà không có tâm phóng dật ấy, họ sẽ hoàn thành xong cái phận sự đó là nghe chánh pháp, họ sẽ hoàn thành cái phận sự nghe chánh pháp. Còn khi mà nghe chánh pháp đó là mình phải thân cận bậc thiện chí đúng không? Đó thì sẽ hoàn thành luôn cái phận sự là thân cận bậc thiện chí. Nếu mà cái người đó ná xá tấp bú rí tề ánh núp bách tá giá mà nó tá tấu nàng ách thi tí, cái người đó mà họ không có thân cận các bậc thiện chí, họ không có đến thân cận các bậc thiện chí thì đối với họ không có sự nghe pháp, đối với họ không có sự nghe pháp. Thì tóm lại đây nghĩa là gì? Người nào mà có tâm phóng dật đó là họ không có nghe pháp và họ không thân cận thiện chí. Còn cái người nào mà có tâm không phóng dật thì họ sẽ hoàn thành cái việc đó là nghe chánh pháp, và có hoàn thành cái việc thân cận các bậc thiện chí. Đó thì cái nãy là giải thích tại sao, thì sư đã giải thích rồi. À, cái người mà họ có tâm phóng dật thì họ không thể nào mà nghe pháp, mà không thể nghe pháp thì sao họ thân cận các bậc thiện chí, thì cái sự thân
Cái sự mà không thân cận các bậc thiện chí thì đối với họ cái sự nghe pháp thì không có. Thì cái đó là cái cách cách khác. Rồi còn một cách nữa, còn nhiều cách chứ, cách kế tiếp. Cái chữ mà giờ trước mắt mà hiểu cái cách này á, sư chia sẻ cái này, giảng cái này cái cho mọi người. Mọi người thấy cái bảng không? Vậy chúng con thấy ạ, thưa sư. Giờ cái này được đề cập trong cái bộ Tam Tạng Chỉ Nam á, Bê Tất Co Bê Tá đó. Thì này có ở đây có nói là có bốn, có một số dịch cái chữ chắc cá này là bánh xe, nên ở đây nên hiểu là bốn bánh xe. Còn có chỗ thì dịch là cái sự xoay chuyển, cái sự xoay chuyển, cái sự xoay vòng. Cái sự xoay chuyển, cái sự xoay vòng. Thì giờ mình lấy giống như đợt trước ngày Tam Tạng có giảng, thì ở này là mình cái sự xoay chuyển, cái sự xoay vòng đi của một cái bánh. Ủa, sao cái này không được không? Thì giờ giống như một cái vòng tròn. Nếu mà nói về có bốn cái bánh xe, mà một số cái ngày mà giảng bốn cái bánh xe á, thì mép giờ này cũng như mấy cái cọng dây nè. Này là giờ giảng theo cái kiểu mà bốn cái bánh xe đi ha. Như có một số vị dịch cái này là bốn bánh xe, còn có số vị dịch là cái vòng tròn. Còn nếu mà hiểu theo cách khác nữa là có một cái vòng tròn đi. Cái vòng tròn. Cái vòng tròn. Vòng tròn đây nó có một cái trục. Ở đây nó có mấy cái cầm. Đó, mình hiểu như vậy ha. Giờ theo cái này đi, giống như cái thứ nhất á, là Pati Rupa Desa Vaso, có nghĩa là Pati Rupa đi sống sống ở nơi thích hợp, đây là số 1. Bá bá thân cận bậc thiện chí, cái này cũng có thể giảng lại cái cách mà sư vừa giảng đó. Sẵn đây là sư giảng luôn. Bá tá bá bá tá á á là giữ. Đúng đắn. Thứ tư là việc lành, kiếp trước việc việc lành tích lũy, việc lành đã làm khi trước.
này mọi người mà ai học kinh hạnh phúc á thì cái này mình cũng biết ha, ở đây cũng số 0 luôn đi. Giờ mình bắt đầu là giờ là bắt đầu đây, từ đây trước, nếu mà nói về cái kiếp quá khứ á, là nếu mà trong cái quá khứ mình đã từng làm những cái việc lành khi trước á, thì do nhờ cái thiện pháp á, nó sẽ đưa mình đến cái việc là sống ở nơi thích hợp. Đó. Khi mà mình sống ở nơi thích hợp rồi đó, thì trước tiên là nhờ mình học những cái chi pháp trước ha. Sống ở nơi thích hợp ở đây á, là mình hiểu là gì, cái nơi á, thì giống như là có thể nói là mặt là làng nè, hoặc là thị trấn nè, hoặc là thành phố nè, hoặc là tỉnh nè, thì bất cứ nơi nào mà chúng sanh sống thì đó gọi là cái nơi là sống ở nơi thích hợp, sống ở nơi. Nhưng mà trong cái trường hợp này, nếu mà giảng theo cái bài kinh này á, thì ở đây có giảng thích giải chú giải giải ra những, có bốn cái trường hợp, ba cái trường hợp. Thì ở đây cái trường hợp thứ nhất là Yatha satato brita visadanti dana dini bom nhát riya vuthu ni vuthanti na winga tat thu tat nang dipati tat thani vato tat nang bom nhát riya giá visayatta mình là tí. Có nghĩa là ở cái nơi nào á, mà có sự hiện diện, có sự đi quanh của tứ chúng, có nghĩa là tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, cư sĩ nam cư sĩ nữ, và họ làm tất cả những cái công việc phước đức giống như là bố thí trì giới vân vân, cái nơi nào á, mà giáo pháp của Đức Thế Tôn á, được tỏa sáng với chính chi pháp, cái nơi nào á, bất thì chính là thì chính cái nơi đó đó là cái nhân mà để tạo cái phước thiện á. Thì ở đây mình nên hiểu là sống ở nơi thích hợp ha, thì cái đó là cái nghĩa thứ nhất. Có nghĩa là cái nghĩa thứ nhất á, là cái nơi nào á, mà mình có thể có tứ chúng nè, có cái sự làm phước bố thí trì giới, hành thiền vân vân, thì cái nơi đó là ở đây là sống ở nơi thích hợp. Còn một cái cách khác nữa ở đây giải thích là Bhagavato Bodhi Mandapa Deto Dhammasaka Putti Pa Deto Dodata Yojana Yamita Yamise Tapa Tekti Yamatang Bindetva Yamaka Bati Hariya vân vân đi. Thì có nghĩa là ở đây sống ở nơi thích hợp theo một cái hiểu khác nữa, đó là cái nơi mà giống như là ở cội cây Bồ đề, là cái nơi thích hợp. Bồ đề là cây mà Đức Phật chánh chứng chánh đẳng giác ở Ấn Độ á, hoặc là cái nơi mà Đức Phật chuyển pháp luân đó, thì đó là cái nơi thích hợp. Hoặc là cái nơi là mà Đức Thế Tôn ở dưới gốc cây, dưới gọi của gốc cây cam canh đập Canh Đâm Bá, mà Đức Thế Tôn thể hiện song thông á, để phá tan các ngoại đạo á, ở trong cái vòng giữa của cái phạm vi là 12 do tuần á, thì ở trong cái đó đó thì cũng được gọi là sống ở nơi thích hợp. Hoặc là ở cái nơi mà Đức Thế Tôn từ ở cõi trời nữa, mà khi mà Đức Thế Tôn thuyết vị pháp xong, Đức Thế Tôn đi xuống á, thì cái đó là nơi thích hợp. Hoặc là một cách khác nữa là cái nơi mà giống như ở thành Sawatthi nè, ở thành Rajagaha, là những cái nơi mà Đức Phật sống á, thì những cái nơi đó là thích hợp. Ở đây giải thích là tại sao những cái nơi đó là nơi thích hợp, có nghĩa là ở đây là tách thá ní hòa to tách là nàng xá nút tá rí giá bá tín đà bá bí xê giá to, đó là cái những cái nơi mà vừa đề cập vừa rồi á, đó là một cái nhân để có thể đạt được sáu cái thù thắng, sáu cái tối thắng. Sáu cái tối thắng giống như là đề cập ở kinh Tăng Chi á, giống như là thấy tối thắng nè, nghe tối thắng nè, vân vân đó. Thì những cái tối thắng được, những cái tối thắng đó, những cái nơi đó là được những cái tối thắng đó. Thì theo cái cách mà chú giải giải thích cái cách thứ hai á, thì những cái nơi mà Đức Phật ngự Sawatthi, Rajagaha, hoặc là nơi mà Đức Phật thành tựu chánh đẳng giác, nơi mà cội Bồ đề, nơi chuyển pháp luân vân vân, thì những cái nơi đó là cái nơi sống thích hợp, cái sống ở nơi thích hợp đang được đề cập tới ha. Cái thứ ba ở đây giải thích là còn một cái cách khác nữa, nói chung này giải thích cũng dài lắm, này là đang nói về cái phạm vi của
Phân biệt giữa biên địa với lại trung tâm á. Thì cái nơi mà cái trung tâm á, giống như là ở đây có đề cập, mọi người muốn mà tìm hiểu á thì mọi người có thể vào cái tạng luật đại phẩm á, có ghi giống như là cái nơi nào khi mà vượt qua đó là nó là biên địa, ở cái nơi nào mà khi ở trong á, thì nó là Trung Ấn Độ đó, trung tâm. Thì ở đây là nói là khoảng tí ní vô sinh á 300 do tuần, với chiều dài 300 do tuần, chiều rộng là 150 do tuần, và cái bao quanh là 900 900 do tuần. Thì chính những cái chỗ này á, thì cũng được gọi, nói chung là ở đây mình hiểu theo cách này là Trung Ấn Độ là nơi thích hợp, còn biên địa là nơi không thích hợp. Tại vì sao ở đây nói tiếp á, tại vì ở trong tại vì nơi đây á, là có bốn đảo giống như bốn châu đi, và được bao quanh bởi 2.000 cái đảo nhỏ, được thống trị bởi cái vị vua Chuyển Luân á, thì cái vị vua Chuyển Luân cũng cũng xuất hiện ở trong cái Trung Ấn đó. Hoặc là nói về những cái vị mà giống như ngài Sariputta với ngài Moggallana Bổ Túc Ba La Mật suốt một A Tăng Kỳ vào 100 ngày nơi kiếp, thì các ngài cũng sanh ra ở ở ở Trung Ấn Độ đó. Hoặc là đức đức Phật Độc Giác, đây cũng có nói là đức Phật Độc Giác ha, đức Phật Độc Giác Bổ Túc Ba La Mật trong suốt 2 A Tăng Kỳ và 100 ngày đại kiếp thì cũng ở Trung Ấn Độ. Hoặc là đức Phật Chánh Đẳng Giác mà Bổ Túc 30 Ba La Mật mà trong suốt 4 A Tăng Kỳ 100 ngày đại kiếp, hoặc là 8 A Tăng Kỳ 100 ngày đại kiếp, hoặc là 16 A Tăng Kỳ 100 ngày đại kiếp, thì các ngài cũng sanh ra ở Trung Ấn Độ đó. Tại vì ấy, khi mà sanh ra đó thì những chúng sanh đó nghe được cái lời giáo giới của, giống như là khi mà nói về trường hợp chuyển pháp luân đó, thì nghe được lời giáo giới của vị vua chuyển pháp luân và thọ trì năm giới, thì đó là sẽ đưa đến cái sự tái sanh của trời. Còn nếu mà nghe được lời dạy của Đức Phật Độc Giác, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc là những vị đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác đó, thì có thể tái sanh cõi trời và niết bàn. Ở đây là mình nên hiểu là nếu mà nghe là dạy của Đức Phật Độc Giác thì có thể tái sanh cõi trời ha. Đó. Còn Đức Phật Chánh Đẳng Giác và đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì có thể tái sanh cõi trời và niết bàn. Thì đó, do vậy mình mới nói là sống ở nơi thích hợp mình nên hiểu vậy. Nói chung theo cái nhiều cái cách thì mình thấy cái cách mà cái cách đầu á, nói chung ở bất cứ nơi nào mà nói chung còn tứ chúng, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, có thể làm những cái công việc phước thiện như là bố thí trì giới vân vân, thì cái đó là cái nơi sống thích hợp. Thì trong trường hợp này sẽ thấy giống như giờ nói Trung Ấn Độ là nói thời quá khứ thôi, chứ bây giờ bên đó đâu có bằng như những cái nước Phật giáo hiện tại mà có thể thấy chư tăng mà làm phước được nhiều đó. Thì khi mà mình sống ở nơi thích hợp rồi đó, thì mình sẽ do nhờ cái nơi thích hợp này nè. Thì nãy mới nói là cái nơi thích hợp là cái nơi mà có tứ chúng đi, thì khi đó mình mới thân cận được bậc thiện chí đó. Thì mình sẽ từ một qua hai, có nghĩa là cái việc làm đã làm phía trước, nó là cái nền tảng để có được cái nơi thích hợp, là mình sẽ tái sanh vào cái nơi, có nghĩa là được gặp các chánh pháp vân vân. Còn cái sống ở nơi thích hợp nó là nền tảng của cái việc thân cận bậc thiện chí. Giống như mình biết là các bậc thiện chí là chỉ sanh ra những cái nơi thích hợp thôi, thì khi mà mình sống ở nơi thích hợp thì cái việc mà mình dễ dàng được gặp gỡ các bậc thiện chí, được lắng nghe các bậc thiện chí thì nó dễ thành tựu hơn. Còn khi mà cái thân cận bậc thiện chí á, nó sẽ làm nền tảng cho đặt tâm đúng đắn, hướng tâm đúng đắn. Hướng tâm đúng đắn này.
cái mà giữ mình theo lẽ chánh attamapanisadhi bên ý đi đó, cái đó là cái chữ atta trong trường hợp đó mình đừng có hiểu là bản thân hoặc là cái thân, mà mình hiểu là phải hiểu là tâm, có nghĩa là tâm mình giữ đúng đắn. Khi mà có tâm đúng đắn thì thân nó mới đúng đắn được, có nghĩa là do tâm mình ra khéo tác ý thì khi đó thân mình mới làm việc thiện được, khẩu mình mới nói điều thiện được. Bởi vậy cái mà muốn được mà hướng tâm đúng đắn á, là mình phải có gì, mình phải thân cận các bậc thiện chí, mình phải nghe pháp, mình phải nghe pháp thì mình mới có được cái sự hướng tâm đúng đắn được. Còn nếu mà mình không nghe pháp thì rất khó mà để mình có thể giữ tâm được đúng đắn, mình có thể đặt tâm được đúng đắn. Bởi vậy có câu là gì, khi Đức Phật không xuất hiện á, thì phần đông loài người không có biết cách tạo tâm tốt, không không nhận biết được đâu là thiện pháp, đâu là bất thiện pháp, thì rất là nhiều cái sự tội lỗi. Còn khi mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian á, do sự thuyết giảng chánh pháp cao thượng của Ngài, thì khi đó người ta mới biết được đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, thì khi đó mình mới biết rõ là hướng tâm đúng đắn. Giờ mọi người thử thử nhìn nhận lại đi, nếu mà hồi xưa các vị mà không gặp được, không thân cận được các bậc thiện chí á, thì mọi người có được cái tâm đúng đắn lắm, như là có thể làm thiện pháp này nọ không? Nó rất là khó ha. Còn này là cái câu ngoài thôi. Bởi vậy khi mà mình biết được ơn của Đức Thế Tôn á, mà mình muốn trả ơn Ngài á, thì hàng ngày mình nên cố gắng gánh vác hai cái trọng trách, đó là pháp học và pháp hành. Gánh vác cái trọng trách là pháp học pháp hành để trả ơn cho Đức Thế Tôn đó. Thì khi mà mình có sự hướng tâm đúng đắn rồi á, thì khi đó mình mới làm việc lành, đúng không? Mình mới làm việc lành. Thì cái này nó giống như một cái vòng tròn á, mình hiểu này là giống như một cái vòng tròn. Khi mà bất cứ một cái nào mà nó bị gãy á, thì cái vòng tròn này nó không thể nào mà quay được. Như thế nào cũng vậy, giống như giờ trong bốn cái pháp này đi, nó sẽ làm cái nhân duyên để xây vòng tròn. Giờ nãy là sư dạy là hướng tâm đúng đắn rồi đến việc lành đã tạo khi trước, mà nhờ việc lành đã làm khi trước thì mình sẽ được sống ở nơi thích hợp, mình sẽ được tái sanh nơi thích hợp, và mình sẽ được thân cận bậc thiện chí. Nhờ thân cận bậc thiện chí mình mới được hướng tâm đúng đắn, đặt tâm đúng đắn. Nhờ đặt tâm đúng đắn thì mình mới làm phước thiện, mà nhờ phước thiện thì mình mới có sống ở nơi thích hợp. Thì giờ mình thử trong cái chi này, mọi người thử lấy mất một chi mình bỏ một chi coi, thì khi đó giống như là một cái, nó cái câm ở này sẽ nói dụ cái câm xe trong một cái vòng đi, thì một cái câm xe mà nó bị gãy thì cái vòng này nó không thể nào mà quay như thế nào cũng vậy. Trong bốn cái pháp này á, nó là một cái mắt xích để hỗ trợ lẫn nhau, khi mà mất một cái nào á, thì khi đó là nó sẽ bị gãy, nó sẽ không có quay nữa. Giờ sư nói ví dụ đi, giờ mình mất cái nào, giờ mọi người thử muốn mất cái nào, thử mất cái thân cận bậc thiện chí đi. Thì mặc dù là giờ, mặc dù mình đã làm cái việc lành khi trước rồi nè, mình được tái sanh ở nơi thích hợp nè, nhưng mà mình không thân cận bậc thiện chí. Ở đây thân cận bậc thiện chí là có nghĩa là có các bậc thiện chí để mình thân cận đó. Thì giờ mình không muốn thân cận các bậc thiện chí, mà không thân cận bậc thiện chí rồi đó, thì mình làm sao mà có được cái tâm mà giữ cho nó đúng đắn? Mà không có được cái tâm mà đúng đắn đó, thì sao mà mình làm phước? Mà nếu mà mình không làm phước đó, thì sao mà mình sống ở nơi, mình được tái sanh ở nơi thích hợp? Mà nếu mà mình không được tái sanh ở nơi thích hợp thì sao mình được thân cận bậc thiện chí? Đó, nó là một cái vòng. Thì bởi vậy nãy giờ nãy sư mới nhắc lại cái hồi nãy là trong cái cách hồi nãy là nó là gì, như lý tác ý sẽ thành tựu cái việc là hướng tâm đúng đắn và việc lành đã làm khi trước. Có nghĩa là giờ nếu mà cái người mà họ không có cái như lý tác ý á, thì họ không thể, giờ sẽ nói ví dụ trong trường hợp này, ví dụ ha, hướng tâm đúng đắn thì giống như là khéo như lý tác ý đi, thì nếu mà người mà họ không có khéo như lý tác ý đi thì họ sẽ không có làm việc lành khi trước, mà họ không có làm việc lành khi trước đó, thì họ không có sống ở nơi thích hợp, mà họ không có sống nơi thích hợp thì họ không thể nào mà thân cận được thiện chí, mà không thân cận được thiện chí thì họ không có thể nào mà hướng tâm được đúng đắn. Bởi vậy trong bốn cái pháp này á, là mình phải bổ sung đầy đủ hết tất cả bốn pháp.
Thì giờ giờ quay lại cái bài giảng nghĩa mà khi mà nghe được những cái cách thức, nghe được cái cách thức mà một cách đúng đắn hợp lẽ, thì đối với cái người á, mà họ không có cái hướng tâm đúng đắn và họ không có việc lành để dành khi trước á, thì họ không có thể nào mà nghe được một cách đúng đắn những cái cách thức nó một cách tốt đẹp đó. Bởi vậy á, cái việc mà nghe cái cách thức, nghe những cái cách thức một cách với cái cách thức mà nghe tốt đẹp á, thì nó sẽ chỉ ra cái việc là thành tựu hai cái bánh xe cuối, có nghĩa là nó thành tựu hai cái bánh xe việc lành đã hướng tâm đúng đắn, và nó sẽ thành tựu cái bánh xe là việc lành đã làm khi trước. Bởi vậy cái chữ ê quan á, tôi nghe như vậy á, thì cái chữ mà như vậy á, là nó chỉ ra cái sự thành tựu cái hai cái bánh xe, hai cái bánh xe sao Vissima seka đó giá ta mất tí, có nghĩa là cái sự như giờ cái chữ như vậy là nó chỉ ra cái sự hướng tâm đúng đắn và nó chỉ ra cái việc lành đã làm khi trước. Còn cái chữ nghe xú tá là nghe á, thì nó sẽ chỉ ra hai cái bánh xe phía đầu, sống ở nơi thích hợp và thân cận bậc thiện chí. À, ghi lại cái đó làm sư ha. Cái chữ như vậy á, là chỉ ra cái hai cái bánh xe cuối, hai bánh xe sau, đó là bánh xe hướng tâm đúng đắn và cái bánh xe việc lành đã làm khi trước. Còn cái sự mà nghe là chỉ ra hai cái bánh xe đầu, đó là sống ở nơi thích hợp và thân cận bậc thiện chí. Bởi vậy đây mới nói là ná hí áp bát tí ru bá đề ta đề tê quá ta to tắp quý tù bá ní ta giáo quý ta tí quá ta tá tá hòa ta quá nàng áp thí. Đối với cái việc mà không được sống ở nơi thích hợp, không được sống ở nơi thích hợp, không được sống ở nơi thích hợp và không thân cận bậc thiện chí, hai cái này không được sống ở nơi thích hợp và không thân cận bậc thiện chí, thì đối với họ cái sự nghe pháp không có, cái sự nghe pháp không có. Sống ở nơi thích hợp và thân cận bậc thiện chí thì nếu mà không có hai cái này thì đối với họ không có sự nghe pháp. Còn ngài Ananda là có đầy đủ. Rồi giờ tiếp. Cái sự mà thành tựu hai cái bánh xe là hướng tâm đúng đắn và việc lành đã làm khi trước, với cái sự trong sạch hai cái bánh xe này á, thì đó là cái sự trong sạch về cái sự mong mỏi. Hai này là nói về mong mỏi này. Hai này là nói về sự mong mỏi. Còn hai cái này á là nói về sự nỗ lực, sự sống ở nơi thích hợp và thân cận bậc thiện chí là nói về sự nỗ lực. Sự nỗ lực. Cái sự mong mỏi á là nói về là khi mà thành tựu cái sự mong mỏi, trong sạch cái sự mong mỏi thì nó sẽ đưa đến cái việc là trong sạch về pháp hành, trong sạch về pháp, nó thành tựu về pháp hành, thành tựu pháp hành.
này mọi người ghi lại đi, học thôi. Cái này học chứ không phải nghe đâu. Còn cái sự nỗ lực đó là nói về thành tựu pháp học. Thì với cái lời nói mà nó đầy đủ cái pháp học và pháp hành, trong sạch cái sự mong mỏi và cái sự nỗ lực đó, thì được ví giống như là khi mà rạng đông đó, mặt trời nó để đi trước như thế nào cũng vậy. Với cái sự mà khéo như lý tác ý, tác ý đúng đắn đó, nó sẽ dẫn đầu đi trước các thiện nghiệp, dẫn đầu đi trước các thiện nghiệp đó. Bởi vậy cái sự mà khi mà mình có như lý tác ý đúng đắn là luôn luôn mình sẽ nói là cái sự dẫn đầu của thiện nghiệp. Mà nếu mà cái người mà họ không có tác ý đúng đắn thì họ rất khó để có thể tạo thiện nghiệp đó. Còn nếu mà cái người mà có cái sự tác ý đúng đắn thì họ sẽ thành tựu được cái thiện nghiệp. Nãy giờ sư 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 giảng mọi người rõ không? Sư không biết mọi người rõ không? Nó cũng rối rối hả? Rõ bấm số 1, sư nãy giờ rõ không? Nghe rõ không? Nói chung mấy cái này là để học mà, chứ không phải nghe. À, mình học rồi mình ghi lại rồi mình về mình ngẫm. Mọi người rõ không? Thì đó là cái cách mà giải thích theo cái sự là khéo như lý tác ý à, khéo như lý tác ý. Còn một cái nữa, kế tiếp nữa là giảng theo tứ tuệ, bát tí tâm bi đà, tứ tuệ phân tích. Rồi mình hôm nay mình tới đây được rồi, nghỉ. À, cái nãy là cái nãy mà Attattama Bení đó giữ mình, à, cái ngày dịch là giữ mình theo lẽ chánh á, có nghĩa là ở đây á, là chú giải giải thích đó là ở đây là tâm, cái chữ mình ở đây mình đừng có nghĩ là thân, giữ cái thân cho đúng đắn, mà ở đây là mình nên đặt cái tâm cho nó đúng đắn. Thì ở đây trong chú giải có giải thích một cái câu á, sẵn đây sư nói luôn: ý đề ký so Attanan đúc ti làn ti lệ bát thà bê tí. Có nghĩa là ở thế gian này nè, có một số người á, họ là cái người không có giới, nhưng mà họ hướng hướng mình trở thành một cái người có giới. Mà theo mọi người á, từ một cái người mà không có giới mà hướng mình trở thành một cái người có giới thì cái đó là do tâm hay do thân? Theo mọi người là do tâm hay do thân? Từ mà một cái người mà không có đức tin mà hướng cái người hướng mình trở thành một cái người mà đầy đủ đức tin, đó là do thân hay do tâm? Từ một cái người mà ích kỷ, không có bố thí bỏng sản mà trở thành hướng hướng trở thành một cái người mà đầy đủ cái sự thí xả đó, thì cái đó là do thân hay do tâm? Đó thì qua cái dẫn chứng đó để thấy mình, để thấy cái chữ mà giữ mình theo lẽ chánh đó, thì trong trường hợp này mình nên hiểu là do tâm nha. Nghĩa là mình nên đặt tâm cho nó đúng đắn. Khi mà mình có tâm đúng đắn thì những cái việc làm từ thân á, nó mới thiện được. Khi mà mình có tâm đúng đắn á, thì những cái lời nói về khẩu nó mới là thiện được, còn không á, là nó rất là khó. Thì cái đó là nói về cái việc mà giữ mình theo lẽ chánh. Còn nãy sư sư quên, nãy sư thiếu cái là việc lành đã làm phía trước. Ở đây á, mình nên hiểu làm sao, có nghĩa là ở đây là giải thích là Atita già tí vàng bút đá bích xê cá bút đá khi nào ta quê à đáp báo u bác sĩ ta khu ta lá ta
Việc lành đã làm khi trước ở đây là mình nên hiểu là mình tích lũy những cái việc lành do mình cúng dường Đức Phật Độc Giác, đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thì ở đây cái việc lành này nè, cái việc lành này á, ở đây mình nên hiểu, đừng có hiểu hiểu một cách nôm na là những cái việc làm giống như là không có trong thời kỳ Đức Phật, không có gieo duyên đến Đức Phật nha. Mình phải hiểu những cái việc lành mà đã làm khi trước để mà có thể, do cái này nó làm nền tảng mà mới có thể đưa đến sống ở nơi thích hợp, do cái sống ở nơi thích hợp mới thân cận được thiện chí vân vân á. Thì cái việc lành này mình nên hiểu là cái việc lành gieo duyên đến Đức Phật Độc Giác và các vị đoạn tận lậu hoặc đệ tử của Đức Phật đó. Cái nghĩa là mình phải tích lũy những cái thiện pháp như vậy đó, thì khi mà mình tích lũy những cái thiện pháp như vậy thì mình mới sanh ra ở chỗ nơi thích hợp, đó là những cái vị mà Đức Phật Độc Giác, các bậc thánh. Khi đó mình mới thân cận bậc thiện chí, thân cận thiện chí mình nghe pháp thì mình mới có sự hướng tâm đúng đắn. Thì khi mà mình hướng tâm đúng đắn thì mình mới làm việc lành đó, mình phải hiểu như vậy. Tại vì sao thì ở đây nó là Bút Đá Bích Xê Cá Bút Đá Tam Mú Khá To Đá Tét Toa Bút Đà Nàng Bút Đà Thâu Ca Nàng Tam Mú Khà Tú Trà Giá, nghĩa là khi mà mình được diện kiến Đức Phật hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật á, thì mình được diện kiến, mình được nghe những lời dạy, cho dù là cái câu kệ 4 câu thôi, thì cuối câu kệ đó cũng có thể đưa mình đến cái đạo quả vị A-la-hán đó. Bởi vậy ở đây là nói là cái người nào mà kiếp trước đã làm việc lành đó, là nên nói những cái người đó đã tích lũy cái việc lành gieo duyên với Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, các bậc thánh A-la-hán, thì do nhờ những cái thiện pháp đó đó, những cái thiện pháp nó làm nguồn gốc đó, nó sẽ làm sanh khởi cái quyết bát sanh thuyền tuệ minh sát, và nó sẽ đưa đến cái việc là đoạn tận lậu hoặc, giống như là ông vua Maha Cấp Bí Ná và hoàng hậu của ông vua Maha Cấp Bí Ná vậy đó. Ở đây có giải thích là như vậy ha, nghĩa là việc lành đã làm khi trước là mình hiểu là đã từng gieo duyên. Thì liên hệ đến cái vấn đề này, sẵn sư nhớ thì sư nói luôn, có nghĩa là trong chú giải pháp cú á, cũng có một cái câu là cái gì nè, người lành, sư không nhớ câu tiếng Việt, mà đại loại á, là cái đó là có nói á, khi mà Đức Thế Tôn á, quan sát những cái chúng sanh mà để ngài tế độ á, thì sẽ quan sát những cái chúng sanh mà có duyên á, có cái việc là phước thiện á, là những cái chúng sanh là đã từng tạo duyên với Đức Phật thời quá khứ, thì khi đó mới lọt vô cái võng mạc của Đức Thế Tôn, và khi đó Đức Thế Tôn sẽ tế độ. Thì cái đó nó có trong chú giải pháp cú, thì liên hệ đến vấn đề này sẽ thấy nó cũng giống nhau thôi, giống như mình phải gieo duyên với Đức Phật thì khi đó thời vị lai Đức Phật mới tế độ chúng ta. Thì mình nên hiểu cái việc lành này á, là đừng có nghĩ nôm na là cái việc lành giống như ngoài giáo pháp Đức Phật, giống như là cúng dường đến cho ngoại đạo, cúng dường đến cho những cái người khác vân vân, không trong Đức Phật, không có gieo duyên với Đức Phật, không phải vậy ha. Rồi, giờ mình nghỉ. Dạ, xa thú, xa thú. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy buổi học ngày hôm nay ạ. Chúng con kính chúc sư được nhiều sức khỏe và mong cho việc hoằng pháp của sư luôn luôn được thuận lợi và tốt đẹp ạ. Dạ, bây giờ con xin đại diện lớp học Hội Hướng Phước đến chư Thiên. Kính mời quý hội chúng cùng con trang nghiêm thân khẩu ý cùng Hội Hướng Phước đến chư Thiên ạ. Tăng ca sát tha giá phân mát tha đề hòa na ra mới hết thế ca buồn nhân nô án nô mồ đàn tú chí sanh cấp thanh tú ta sa năng ta ca sát tha giá phân mát tha đề hòa na ra mới hết thế ca buồn nhân nô án nô mồ đàn tú chí sanh cấp thanh tú nô ca ru ta ca sát tha giá phân mát tha đề hòa na ra mới hết thế ca buồn nhân nô án nô mồ đàn tú chí sanh cấp thanh tú nhà ta vô A ca sát tha chấp phân mát tha
Deva Naga Mahitika Bunyang no Anumo Dantu Chisang Jat Hantu Ba Nino Y đằng nô nhà tì năng hồn tú, tú kê phà hồn tú nhà ta dô. Y đằng nô nhà tì năng hồn tú, tú kê phà hồn tú nhà ta dô. Y đằng nô nhà tì năng hồn tú, tú kê phà hồn tú nhà ta dô. Y đằng quá ta mê buồn nhằn, hạ sá quá khá giàu của hằng hồ tú á nà gắt tề. Y đằng mê buồn nhằn nít bà nát xá bá cha dô hồ tú. Quýt thá xà xá năng chi răng tích khá tú, xà thông xà thông. Dạ, chúng con xin tri ân sự có mặt của quý chư tăng, quý cô tu nữ và quý học viên trong buổi học ngày hôm nay ạ. Con xin tắt tâm ở đây và kính thỉnh chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và kính mời quý học viên tham gia vào buổi học tiếp theo ạ. Xà thu, xà thu. Này, này, này cái bài pháp này nghe nó có gì không? Đó, mọi người nghe nản, người nghe có nản không? Dạ thưa sư, con hoan hỷ là thưa sư. Nói chung mấy này nó cũng làm cái nền để cho mấy vị sau này mà muốn tìm hiểu Pali á, nghe xong mấy vị hiểu trong khúc này, sau này mà mấy vị đọc Pali á, mấy vị hiểu liền. Tại những cái gì mà sư giảng là nó có trong Pali á. Đó. Còn nếu mà nghe pháp một cách đơn thuần nó thì nó sao ta? Cái này là mình đi sâu hơn, mình đi sâu hơn, nó khác. Cái này là về học pháp chứ không phải nghe pháp. Tại vì mình biết càng nhiều nó càng tốt. Mọi người không nản là được rồi. Dạ thưa sư, con thấy trên khung chat chị Lương Phạm, chị Như Ngọc, anh Huỳnh Trung và cô Cẩm Thu cũng hoan hỷ rồi thưa sư. Dạ, chúng con kính tri ân sư, chúng con kính chúc sư được nhiều sức khỏe ạ. Dạ, con xin tắt tâm ở đây và kính mời quý hội chúng tham gia vào buổi học tiếp theo ạ. Xà thu, xà thu.